Cái vòng mà chú Hiếu ơi, chú cho nó cứng chú Hiếu ơi. Chặt vô. Ừ, cứng như cho người ta đi, bên kia luôn. Rồi, kia cái nữa. Rồi lấy ống nghe ra thử luôn. Ủa chốc lỗ rồi ta. Chốc lỗ rồi. Hả? Mẹ rồi, chốc phải đổi mới rồi đó nghe. Trời ơi. Ngồi xuống.